những thực phẩm, thức ăn cho chó bút đồ luôn là điều mà những người nuôi chó quan tâm. Một chú bút đồ có bộ lông đẹp luôn là niềm mong mỏi với mỗi chủ nhân. Nhưng muốn có một chú chó như vậy, bạn phải biết cách chăm sóc lông. Các thức ăn cho chó bút đồ rất đa dạng. Để chó cưng có một bộ lông mềm mượt, đẹp và bông. Bạn nên sử dụng các loại thức ăn giàu vitamin, axit béo và giàu các khoáng chất. Khi chó được cung cấp những loại thức ăn đó sẽ giúp lông của chúng mượt bóng lông trong vòng 3 tuần. Một số loại thức ăn đẹp lông cho chó bút đồ mà bạn có thể tham khảo như Lòng đỏ trứng gà Bạn nên cân nhắc khi cho trứng gà vào khẩu phần ăn, không nên lạm dụng quá nhiều. Việc cho chó ăn lòng trắng trứng gà hay trứng bịt, ngang ngỗng khiến chó đầy bụng và khó tiêu hơn. Nhưng nếu chú chó bút đồ của bạn đã trưởng thành, hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn, thì bạn có thể lục trứng cho bút đồ ăn để lông đẹp, sáng bóng hơn. Bì lợn Chó bút đồ ăn bị lợn sạch và mỡ giúp chúng có bộ lông mượt hơn. Các bạn nghĩ sao về một loại thực phẩm gần như là được bỏ đi này? Giá thành mua bị lợn lại rất rẻ thế nhưng lại có tác dụng rất tốt khi cho chó ăn. Nó giúp làm lông chó mượt một cách khá đơn giản mà hiệu quả. Dầu cá omega 3 Cho chó bút đồ ăn dầu cá omega 3 giúp chúng sáng mắt và mượt lông hơn. Đặc biệt là không bị bạc màu lông. Loại dầu cá omega 3 có bán ở nhiều hiệu thuốc thỉnh thoảng bạn cho cúng cương ăn với liều lượng tùy thuộc vào trọng lượng của chúng. Điều này sẽ giúp chúng có một bộ lông mà ai cũng muốn chạm vào. Thịt bò Đối với những chú chó lớn, chó nghiệp vụ, thỉnh thoảng bạn cho chó ăn thêm vài miếng thịt bò sống tươi ngon. Với một chú chó có kích thước nhỏ như bút đồ thì hãy tập dần việc cho chó ăn thịt bò sống. Không nên cho ăn đột ngột và quá nhiều trong cùng một lúc. Hoa hồi Dùng hoa hồi nghiền nhỏ, và trộn vào thức ăn dành cho chó bút đồ đây là một loại thảo dược rất tốt cho chó để làm mực lông cách này ít người biết làm nhưng theo kinh nghiệm của những người nuôi chó lâu năm thì phương pháp này rất hiệu quả bạn có thể áp dụng một cách khoa học một trong những cách trên để giúp cho bộ lông của những chú chó cưng của bạn trở nên bóng mực hơn nếu bạn có những món ăn giúp lông chó bút đồ mềm mượt sáng bóng hãy cùng chia sẻ với mọi người ở phía dưới nhé và đừng quên đăng ký kênh yêu động vật sẽ ngay lập tức gửi cho bạn thông báo khi có video mới nhất nha